Ok, hello xin, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là nhóc MT. Rồi ok thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách đó là cái thử thách đánh chay quân nhưng mà hôm nay nó có một cái đặc biệt hơn, đó là cái bạn Khánh Phạm ấy, bạn ấy mới um, bình luận trên YouTube bạn ấy bảo mình là anh thử đánh chay Balon, không dùng thuốc đi. Rồi ok. Thì mọi lần đánh chay thì nó toàn dùng thuốc thôi không dùng thuốc thì nó phi và không nhanh đâu <laughs> và nó không có thịnh lộ thì nó không có tốc và nó không có thịnh lộ thì nói thật với anh em là nó thì mình nghĩ là nó sẽ yếu rồi mà nó gặp con rồng nữa thì thôi 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 đời đời tôi như gọi là là xác định luôn đúng không đấy thì um, hôm nay mình uh, ok mình đã nhận thử thách của bạn ấy rồi Đây thịnh lộ các thứ đi xin hết rồi nhưng mà không dám chỉ gọi là chỉ mang đi cho đẹp đẹp đội hình thôi chứ um, không dám thả xuống bởi vì nhận lời thử thách rồi thì chắc chắn là không dám thả xuống rồi Ok thì kinh khí cầu của mình đang là cấp 5 sát thương là 108 máu 390 chi phí huấn luyện là 4.000 thời gian huấn luyện là 40 giây rồi Ok thì mục tiêu thích là phòng thủ lại sát thương là lan theo khu vực không gian chiếm dụng 5 tốc độ di chuyển 10 những bộ xương được thăng cấp này đã đánh đổi liềm yêu thích phá hủy tường thành để được phá hủy phòng thủ hãy triển khai chúng để bỏ những khẩu súng cuối hoặc đại bác phiền phức rồi ok nó là anh em song sinh với um, cơ ôm bom đấy nhưng mà nó là đánh đổi rồi nó là thằng anh đấy thằng anh này thì uh, đầu óc nó khôn hơn nên là nó thích uh, bay đấy thì nó lên uh, khinh khí cầu nó, nó khôn hơn đấy thì um, nó lên nó uh, làm ông uh, ông ôm bom khinh khí cầu rồi thì uh, <laughs> uh, mình sẽ làm cái thử thách của bạn khánh Pháp. Uh, đấy đánh chay ba lon mà không dùng một uh, bình uh, thuốc nào cả bây giờ thì mình sẽ đi tìm rồi ok trong lúc mình đi tìm thì uh, có thể là chém gió hoặc là anh em nghe nhạc với mình ok thì mình sẽ tìm cái nhà nào yêu yếu một tí chẳng hạn h uh, 8 mà đang lâm lâm phát ba cái đép ép được fan thì ôi giờ thả luôn Dã luôn đúng không Ủa không được mang không được thuốc chứ khổ thế rồi trong nhà hội mình cũng có có 5 em balon đấy xem phải không nào đúng chính xác mà 5 em balon 6 luôn cơ anh em ạ thế nó mới dùng dọn chứ đấy balon 6 là balon đen anh em nhé balon 7 là balon mà à, cái cái ấy của nó còn phật phọt ra lửa nữa cơ đấy. <laughs> rồi thì ba lon 6 thì nó chưa té lửa ra được nhưng mà ba lon 7 nhưng mà cảm giác như kiểu cháy cả khinh khí cầu rồi <laughs> té lửa lên thần lên thần lên thần đấy đúng không rồi thì um, bây giờ sẽ uh, là đi tìm cái nhà là yêu yếu thôi rồi giờ thì anh em đợi xíu nha để mình đi tìm cái nhà là yêu yếu một tí mà cũng không, không cần đâu khỏe cũng chơi đúng không một khi đâm máu lên rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai đấy bố cháu là ai ok nói thì nói thế thôi nhưng mà cũng phải đi tìm đúng không thử thách mà Ok. Rồi anh em ơi, 2F là fan đang đập. Rồi thì không biết là có rồng hay không thôi chứ còn 2F là fan này đang đập thì quẩy bình thường thì có cái gì đâu đúng không? Đấy. Ờ rồi thì uh... chúng lô rồi thì cứ phải đập thôi. Đấy thì bây giờ không cần thiết là cứ phải thả hết hết mình xuống, gặp rồng, gặp rước thì cũng phải cứ phải lém xuống, lém hết mình xuống nào. Rồi quẩy đi anh em, quẩy đi. Đấy, 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 chiến này Chiến này vào ăn cái kép là fan kia là thắng rồi thắng không Úi giời, ôi giời ơi giời ép được fan mấy đây ép được fan này của H7 à H7 S6 đây Úi giời ơi Úi à, giời, giời ơi hẳn có bò mặn quá Ôi giời ơi lại quân hội không thấy đâu nữa Chắc quân hội Balon Gặp Quy thì cũng gọi là hơi cóng còng một tí đúng không Thôi Cảm giác như kiểu là mình đang gọi là được thắng đến gọi là 90% rồi Ok Ngon quá đi thôi Trời ơi Quá chi là ấm lụa Quá chi ấm lụa luôn Trận này gọi là Cũng may tự nhiên tìm ra được cái nhà gọi là ngon ngon tí Chứ còn cái nhà nào khoai khoai thì cũng Ẳng có nhà bà lẳng đấy đúng không Rồi thì um, trận này giờ chỉ đi ăn mới phá thôi Cố lên, come on, come on, come on. Cố lên, cố lên nào, bà lon này Chạy hơi yếu đấy ủa vẫn có nhiều em bảo thế cái ông coc này đang nhá bây giờ hôm nào anh em nào mà quen thân ông đấy ấy? <laughs> anh em nào mà chẳng hạn là con cháu của ông coc này thì là, cho mình gửi cái lời gọi là đến gọi là thêm cái phần cướp game mà nữa ấy, nhá có game ở cọc cuối cùng đấy mà ông này đi đánh ông toàn thì có ba cái cọc này thôi thêm cái cọc cướp game mà xem nào oánh chiến cho nó máu nhà nào chẳng hạn triệu game hay là mấy nghìn game đấy cướp phát được trăm hay là hai trăm game ba trăm game đấy có phải ngon không ấm không phê không đúng không về phê rất là đẹp luôn đấy chẳng cần vào nhìn thấy một trăm game bỏ hết dầu đen rồi ấy tập trung đánh hết vào cái game đấy đúng không đấy một khi nó máu rồi ông này ông nhiều cái ông update hơi thiếu ấy để cho mình lên thì mình update nó còn phải ghê gớm hơn, hơn nhiều đấy thì rồi quẩy thôi tiếp tục trận thứ hai nào Ui, mở mắt ra đã thấy cái nhà khỏe thế dầu vàng thì được đấy nhưng mà không 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 chiến đâu nghĩ gì anh chiến nhà đấy ôi nhà này cũng khỏe nhà ngon thế rồi thì Đấy thì tiếp tục lại đi tìm thôi Bây giờ là cứ đi tìm thôi Vỡ được cái là nhà nào mà như vừa lấy nữa thì uh, Lại nhiều dầu nhiều thực nữa Ê, Nhà này H10 sao bo bé, bé thế nhỉ Nhà này H10 mà không có hai cái ép được fan ba cái cục ép được fan to này à? Dã luôn Ở à, bốn cục à Một quá anh nhờ. Không dã được <laughs> Dã oánh là tòe mỏ anh ạ <laughs> Rồi thì anh em lại ngồi lại xíu Mình lại uh, chiến tiếp Đi tìm tiếp Nhà này cảm giác cũng đánh được thôi nhờ Quân hội 2 nhà hội 2 Rồi để mình châm cứu nào Rồi thôi được rồi Mình không có bình ấy mà Nhưng mà cái nhà đấy cũng cảm giác như đánh được thôi nhờ <laughs> Bên thế đánh nhà đấy. Rồi nhưng mà không sao. Anh em đợi xíu nhá, mình sẽ đi tìm. ơi oh, hello hello anh em, anh em vào chưa anh em vào chưa anh em vào chưa rồi thì quay lại rồi quay lại rồi chiến luôn bởi vì vừa quẩy ra cái nhà gọi là khai quật được ra cái nhà h6 ôi oh, tôi chết tôi rồi sao lại minion đây vỡ hàm rồi anh em ơi có liệu có được chơi bình độc vào để uh, giết con minion này không rồi rồi cứ chơi cho bình độc vào nhá để hạ thủ em minion này đã xem có hạ thủ được em ấy không rồi vào 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 ok Yeah, vào đi vào đi nhanh lên đọc sắp hết rồi đấy thì uh, ờ <laughs> ba 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 em ba lon với bình đọc đáng nghĩa là không à chỉ à, thôi chết rồi hình như hơi hơi phạm luật tí phải không anh em anh thử dùng à mình đọc lại đọc lại anh thử đánh chay bình thuốc không dùng thuốc đi ba lon không dùng thuốc đi rồi thì chắc phải dùng đọc thôi Chứ còn không giết được quân hội thì cái thử thách này thì nó sẽ kết thúc chỉ trong gọi là đôi ba giây thôi. Rồi được rồi. Cảm giác như hơi hơi sai luật một tí thì sẽ quẩy trận một trận nữa. Rồi. Cảm giác như hơi sai luật một tí sao anh em nhỉ? <laughs> rồi, một cái trận này liệu có thắng không đây? Đấy thì ủa, úi giời ơi, ba lon 6 mà không thắng nữa thì có mà vỡ hàm à ông nhỉ?

Sao đến bây giờ vẫn còn cả đàn cả má ba lon như thế này thì chết tôi không ấy chứ Làm tôi thảo sợ hơi ô, hú hết hồn cái con này, Minion kia nó dạ Nó già dạ, nó, dạ, nó dọa cái làm tinh thần nó gọi là choáng váng anh em ạ Đấy đây anh em xem này hú hết hồn bây giờ vẫn còn làm kiểu cuống 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 Cả cuống ấy Cả cuống phát lém phát hết cả một đàn ba lon xuống Nhà này nhà H7 thôi ông ơi Rồi này giết tôi rồi nhưng mà không sao Oánh nó phải xóa đúng không anh nghe bọn này chia nhau ra có phải ngon không Đấy Nhưng mà anh em bình luận phát bên dưới xếp có vẻ là hơi sai luật không anh em nhỉ? Bạn ấy bảo là Khánh Phạm, bạn ấy bảo là anh giữ đánh chai ba lon không dùng thuốc đi. Đấy. Mình chỉ nghĩ là không dùng cái bình tốc với bình thịnh lộ thôi chứ nhỉ? Còn bình độc chắc được sử dụng. <laughs> <laughs> nghĩ nghĩ như thế gọi cố lên come on trăm phần trăm đi xem nào cưng cưng cố lên mấy em cưng rồi thì em nhà chủ này thì sẽ vỡ rồi rồi trăm phần trăm không quá trăm phần trăm đấy ô, còn cái gì nữa à vẫn còn cái kia rồi chặn này không trăm phần trăm được rồi ô còn thừa nhiều ba lon thế phí ta đấy rồi mình sẽ xin ba lon cấp tốc là Cái tin gọi là lon cấp tốc Vừa đấy cho anh em uh, Biết Cho anh em hộ luôn Một thả đúng không Ui Vẫn còn 19 phút nữa kìa Ây da Lâu thế Rồi thì anh em đợi xíu nhá Ok Thì uh, Tăng tốc nó cái Đấy uh, Mình uh, đang cường hóa Thể nào nó chạy Cứ ủ uh, ủ uh, uh, cả Chưa gì đã Gọi là đầy lon rồi Ô chết rồi, còn quên chưa xem. À bốn 40 rồi, mắc rồi. À, đã xong được gọi là Ui đã có quân hội rồi. Rồi, cảm ơn anh em không biết anh em nào cho. Rồi thì ok, giờ thì mình sẽ đi quẩy thì, uh, tiếp tục trận nữa. Thì, uh, cái trận trước là mình uh, cảm thấy uh, hơi như kiểu là bị uh, phạm quy. <laughs> theo đúng luật là là, hình như là không được thả một cái gì cả nên là mình cảm thấy nó hơi phạm quy một tí nên là thôi đấy nên là quyết định mình phải chơi gọi là mấy chục kem vào để mình oánh cái trận thứ hai này đấy cái trận gọi là không bịch biết gì cả là lẽ mình biết thế mình không thèm mang cái bịch gì đi đấy đúng không em kinh nó nghe nó cho nâng cấp luôn à không nâng cấp được nữa rồi cấp 10 rồi nhá ôi chết được rồi Trận này liệu quẩy được sao không Sao thì giọt thế nhở em ơi Rồi có vẻ là Úi giời ơi Thế này thì có mà chết được không Ôi giời ơi 30% thôi Cố lên come on Rồi FD fan cuối cùng đã ra đi Và phần thắng lại thuộc về anh Come on yeah cảm giác thật là phê vâng cái nhà này nhà của 50% phần trăm của h 8 đấy Họ đang nâng cấp được 50% của H8 thôi Đấy nó là chưa mắc và Mắc tầm của H8 Không cái nhà này chắc được uh, Cũng được tầm 50 hoặc là 60% rồi đấy thì, uh, <laughs> Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình của Là nó chỉ gọi là Ăn 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 và ăn ăn Rồi cố lên Cố lên quẩy Hồi, bây giờ mới được một sao á là Chú treo anh à Sao lại yếu ớt thế anh à Cố lên xem nào Rồi thì hôm nay sẽ cố gắng quẩy uh, 4 trận đi bốn trận này chay ba lon này um... chay ba lon chay em ba lon à, chay ba lon không dùng thuốc nha anh em <laughs> nhiều anh em nó nghĩ ra được những cái trò là ba hạt gạo luôn nhờ anh em nào có thử thách thì cứ đặt lên nhá mình cảm thấy uh... dễ nhằn là mình sẽ nhằn ngay <laughs> chứ còn khó nhằn thì cảm giác như là hơi khó đúng không thì đợt này mình đang lên uh, Viking 4. À quên mất nói lộn. <laughs> Viking 2. <laughs> thì uh, lên xong Viking 2 thì mình sẽ quẩy một trận gọi là chay Viking. Đấy, uh, chay Viking 2. Thì uh, mấy hôm nữa là có sẽ có thử thách là uh, thống trị bầu trời đấy anh em ạ. Không biết là một hay là hai hôm nữa ấy. Thì uh, Hôm đấy thì cũng sẽ thử thách uh, chay balon, mỗi tội là chưa đi được lava để anh chay lava thôi. Hơi tiếc một tí. Nhưng mà thôi không sao cả. Từ nay đến uh, lên H9 thì còn thời gian nữa thôi. Sẽ cố gắng lên H9 thật nhanh để đánh chay lava nào, những quân mới nào. Lên H9 là có những quân gì mới anh em nhỉ? Phù thủy uh, Wick đúng không? Với lại uh, lava. Đấy thì uh, mình còn một cái thử thách của H8 này là chay ba cơ nữa. Ba cơ thì chưa lên được nổi. Rồi ok. Đây là cái trận này cũng ấm phết đây nhỉ. Rồi tiếp tục xin quân hội nào Anh em ơi hộ mình nào nhanh lên ủi ôi Không xin được nữa ơi Khổ thế chứ rồi mà cái nhà quân này cũng chưa xong Đấy thì anh em lại đợi xíu thôi Anh em yên tâm là mình chỉ cắt những cái đoạn ấy thôi Đây còn những cái trận đánh chay uh, balon đây anh em nhìn này Đấy một trận này Hai trận đây đúng không 40 đây 40 đây nữa đúng không Đấy trận này là cái trận là mình dùng một bịch uh, Độc đấy cảm giác hơi tội lỗi thì <laughs> chứ đúng ra là mình cũng không biết là như thế nào nữa rồi ok thì uh, giờ anh em đợi xíu nhá ok 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 rồi thì tiếp tục đến uh, với trận uh, thứ tư nào rồi thì uh, cái đó còn chưa có quân hội nữa phải quay về nháy phát quân hội xem nào xem anh em nào có quân hội thì, thì vứt cho mình phát nào anh em ơi quân hội nào quân hội nào Ok, cảm ơn Khánh nhá. Ba lon ba cũng chiến hết. Một khi đã máu lên rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai đúng không? Quẩy hết quẩy nhiệt tình, quẩy hết mình rồi thì đang là ba cái trận gọi là dương chiến tích đấy. Um, ba trận uh, rồi, thắng rồi, toàn thắng rồi. Còn không biết là cái trận thứ tư này là nó sẽ như thế nào đây. Uh, cái thử thách gọi là chay ba lon mà không dùng bình thuốc nào cả. Đấy. Anh em anh em ơi sau anh em cứ quẩy chay con ba lon này Vác theo bình thuốc nữa là thắng đấy nhưng mà anh em quẩy nhà là ưu yếu đấy nhá <laughs> anh em là nhà quẩy nhà là chẳng hạn như mắc h 8 này mắc anh uh, em h 9 mà quẩy nhà mắc h 9 thì thôi 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 mình không biết đấy nhá anh em nhá <laughs> rồi đấy thì bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là lại đi tìm đi tìm và và lại đi tìm đấy không biết có cái nhà là ngon ngon không ba bốn trăm farm không đấy bốn trăm farm thì ngon quá, ấm quá đúng không? Quay lên nó mát lòng mát dạ đúng không? Đấy anh em được anh em like, được anh em chia sẻ hoặc là được anh em uh, uh, bình luận khen hơi, hay là kia đúng, gọi là tê tái đúng không? <laughs> nó có đoạn, gọi là nguồn động lực để là làm những video tiếp theo đấy. Thì uh, anh em hãy ủng hộ mình nhá. Ủng hộ hết mình vì mình bác có gì thì anh em uh, Uh, anh em có thử thách nào đề ra thì hãy cứ gọi là nhắn tin bên dưới và uh, mình sẽ đọc thì uh, đợt này rất chi là nhiều anh em nhắn tin một ngày không biết là bao nhiêu trăm bao nhiêu cái tin nhắn ấy mình nói thật với anh em là mình còn đi làm các thứ nên là mình không trả lời bình luận không mà thôi cũng phải đi toi mất ngày rồi đúng không đây là video video là mình còn tranh thủ mình làm thì uh, hôm nay được nghỉ nên là làm vào khoảng thời gian là uh, Ờ, tầm chưa trưa đấy thì uh, chứ thực ra là Mỗi hôm đi làm hôm nay nói thật với anh em là mưa ngoài mình hôm nay đang mưa không khí lạnh nó đang ùa về đấy nên là uh, phải chém cho gió cho nó uh, tít to lò lên để cho nó đuổi cái cơn mưa đi để chiều đi làm tiếp đúng không đấy thì, um, uh, okay, anh em đợi xíu để mình tìm nha uh, tìm thấy toàn ông nước ngoài nước ngủ thế này Yeah, come on thì uh, sau khi mình châm cứu thì đã tìm ra được con nhà gọi là nhà này là nhà H7 à. Rồi. Để đi uh, bắt cái đấy đã nào. Bắt uh, ui chết rồi, là ăn ghê quá, chết rồi. Ăn mất mấy em ba lon rồi. À? Thả theo một đường cung luôn. Đấy, thả tiếp tục ba lon mấy đây. Ba lon 3 cũng quẩy, ba lon 3 à, ba lon 3 thì nó chưa có cái um, cái cọc ra như thế này rồi cố lên anh em cố lên come on come on come on, come on. cố lên cố lên cố lên cố lên <laughs> 20% thôi ôi rồi ôi rồi một người đang xem rồi đấy cố lên come on come on come on rồi, hết ép được fan rồi uh, uh, yeah. lại một cái trận thắng rồi wow phê quá rồi hôm nay tôi rất chi là phê rất chi là đê tâm mê đấy gọi là ngon ơi giỏi ơi ngọt canh ngọt canh ngọt canh rồi cái thử thách của bạn bạn gì nhỉ? tự nhiên lại quên tên rồi bạn Khánh Phạm, rồi, ok, mình đã làm xong cái thử thách của Khánh Phạm rồi, thì cũng chỉ dám quẩy 4 trận thôi, không dám quẩy cái trận một trận nữa đâu để ra xem xem được xin được bao nhiêu con này nha nếu mà xin được 40 con thì lại quẩy trận nữa cho nó hết mình luôn với anh em, nhưng mà thôi, có lẽ là mình cũng phải tạm dừng video thôi. Rồi thì chắc chắn là trận này cũng Mắc tầm ngon nghẻ rồi Đấy một bạn đang xem Ôi trời ơi trận này nhiều vàng ơi Chứ ít um, Dầu tím Cố lên cố lên Nhà H7 à Mắc tầm H7 ấy chứ anh em nhỉ? Đấy đây này Cái um, tường thành của người ta mắc luôn đây này Nhà ông này cũng ghê đấy đúng không Nhưng quá đen gặp ngay nhóc MT uh, Wasamu à Ấy già cái tên gọi là hội nào đây? Hội run giết gì đây? Ở hội Jun à? À, chuẩn bị xuống làm bạn với Jun đây. Đúng <laughs> không? đấy, trận này mấy cái trận này mình còn không thả kinh xuống ấy. Đấy. Rồi, ba dầu đen. Hai dầu đen còn một dầu đen đấy. Đấy, vàng viết cũng hết rồi. Ơ, ờ, à, kia còn bình dầu bình vàng ở đây à? Rồi 44 giây, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi trận này chắc chắn nó không được trăm phần trăm rồi Nhưng thôi cố trăm uh, Cố cho nó hết dây đi xem nào Rồi ok thì, uh, Video hôm nay của mình uh, tạm dừng tại đây Hẹn tất cả các anh em vào những video lần sau Rồi thì uh, có những cái thử thách là mới nhất Thì anh em hãy để ra cho mình Rồi ok Giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các anh em